Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội và kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, tối ngày hôm qua 21 tháng 11, Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội phối hợp với một số đơn vị đã tổ chức khai mạc triển lãm với chủ đề Việt Thiền Thi, ngàn năm văn vật. Triển lãm Việt Thiền Thi, ngàn năm văn vật gây ấn tượng với khách tham quan bởi những hiện vật mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử. Đáng chú ý trong triển lãm là cuốn sách thơ thiền đời Lý Trần. Đây là ấn bản thơ thiền in trên giấy gió lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra còn có bộ ảnh minh họa in trên giấy gió cũng rất đặc sắc. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các hiện vật tiêu bản trên các chất liệu gốm, sành, đất, trang trí theo lối dân gian được lưu giữ từ thời Lý Trần. Triển lãm Việt Thiền Thi, ngàn năm văn vật mong muốn góp phần quảng bá các giá trị di sản, văn hóa của mảnh đất Thăng Long, Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 15 tháng 12 tại 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.